Thí dụ mình nhìn một cái người, mình nói trời ơi cái diện mạo người đó nhìn thật là phúc hậu. Cho nên người Hoa đó, người ta tạc tượng Phật đó, lúc nào ở cổ của Phật cũng có ba ngấn. Ba cái ngấn đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho người, người có hậu, người hiền lương. Cho nên mà nhìn cái cổ người nào mà có ba ngấn, người đó tốt lắm. Thí dụ vậy đó, một ngấn cũng được, hai ngấn cũng được, ba ngấn càng tốt. Cho nên thường thường ta nhìn tướng người đó, một trong những cái tướng, hay là ta nhìn cái diện mạo của mình đó, cái nhân trung sâu, nói tốt, người đó sống nhân hậu. Thí dụ vậy đó. Cho nên là cái người ta nhìn cái tướng qua những cái chuyện như vậy. Ở trong nhà Phật á, thì tướng của Phật là do tu mà được. Thì ở đây á, hôm nay mình nhân cái ngày lễ của Phật, Phật sinh ra đời. Thì khi mình đọc lịch sử Phật, mình nhớ là khi Đức Phật vừa sinh ra thì có một vị tiên nhân, một ông tiên đó tên là A Tư Đà, Asita. Ông đã đến hoàng cung và xem tướng cho Phật. Thì khi mà xem tướng cho Phật hồi thì xong rồi thì ông bật ông khóc. Ông khóc xong rồi ông cười, cười rồi ông khóc. Thì ông vua Tịnh Phạn hỏi tại sao mà xem tướng cho thái tử cười xong ông lại khóc. Nói dạ tôi cười là tôi mừng cho thế gian đã có được một bậc thánh nhân ra đời. Tôi khóc là tôi khóc cho thân phận của tôi. Ngày mà vị hoàng tử này thành tựu được cái sự nghiệp lớn, đem cái pháp lành độ cho người, thì tôi lại không được diễm phúc, được nghe những lời dạy bảo đó. Cho nên tôi buồn cho thân phận của tôi mà tôi khóc. Còn tôi cười là tôi mừng cho thế gian có được một bậc thầy dạy bảo cao quý. Thì đó, ngay khi Phật vừa sinh ra cũng có một người đến xem tướng. Và đến khi mà mình đọc vô trong kinh Phật thì mình mới thấy rằng tất cả những cái tướng mà Phật có được, cái tướng đẹp mà Phật có được á, không phải tự nhiên mà có. Không phải do mình tạo tượng. Bây giờ mình nhìn một cái tượng, mình thấy lỗ tai dài, mắt cao, mũi cao, mắt sâu, môi đỏ, đẹp, thí dụ vậy đó. Không phải là do cái người thợ đó họ làm không, mà tạo nên một Đức Phật có tướng đẹp. Mà chính cái đó chỉ là hình tượng. Còn chính Đức Phật cũng phải tu như vậy. Và kinh điển nói ra điều này để cho chúng ta là mình tạo cái phước. Nếu mình muốn được cái tướng đẹp nào thì mình tu theo cái nhân đó. Cho nên hãy cái nhân như thế nào thì cái quả nó như vậy. Thì theo cái quan niệm của người Á Đông á, quan niệm của người Á Đông á, cái đẹp á không chỉ ở cái việc thẩm mỹ, mà cái đẹp của một con người á, chính là cái đức hạnh biểu hiện qua cái hình thể. Chứ không phải ở cái, cho quý vị thấy không, nhiều khi á có những cái người á, mình họ rất là đẹp nhưng mà tại sao họ không được ai thương, mà còn cái người mà nhìn cũng bình thường mà được nhiều người thương. Thì cái đẹp mà rất là sắc sảo đó chỉ là cái đẹp do cái bề ngoài, nhưng mà nó không biểu lộ qua cái đức hạnh. Cho nên cái đẹp mới biểu lộ qua cái đức hạnh mới quý. Mà vì vậy mà người Việt Nam mình hay dùng cái từ gì, cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết đó, tức là cái đức hạnh của cái người đó, nó làm cái người đó đẹp hơn. Cho nên ví dụ như một vị công chúa có đẹp, không phải là do vàng vòng ở trên người của người đó. Một cái người thường dân họ đẹp là nhờ cái gì? Nhờ cái đức hạnh của người đó. Cho nên cái người Á Đông á thì nhìn cái đẹp, cái tướng không phải qua cái thẩm mỹ mà qua cái đức hạnh mà nó biểu lộ lên cái tướng. Và đồng thời khi chúng ta được, một phần cũng do ông bà cha mẹ, một phần là do cái phước của mình. Đó là cái quan niệm của ngã đông. Còn quan niệm theo nhà Phật á, thì mình phải có một cái chánh báo thì cái y báo mình nó mới tốt được. Đồng thời cũng nói lên cái việc nhân quả, cái nhân mình tu như thế nào để được cái quả. Hôm nay mình học 32 tướng của Phật để mình nghiệm thử. Mình bây giờ ví dụ mình nghe được một cái tướng đẹp nào đó, mình nghiệm coi hình như mình cũng có chút chút. Nếu mà có chút chút là mình biết đời trước mình cũng có gieo cái nhân này chút chút. Mà nếu mình không được như vậy thì xem coi Phật dạy mình tu cái gì
Phật đã tu được cái gì mà được cái tướng đó. Thì ở trong kinh á, nhiều kinh lắm, nhiều, rất là nhiều kinh nói tới 32 tướng của Phật. Ở đây Pháp Hòa trích 32 tướng này ở trong kinh gọi là Phương Tiện Phật Báo Ân. Kinh này cũng rất hay. Bây giờ cái tướng thứ nhất của Phật là Túc Bình Hạ An Bình Lập Tướng. Túc Hạ An Bình Lập Tướng á, có nghĩa là tướng cái bàn chân bằng phẳng. Thường thường con người mình cái bàn chân sao? Nó lõm phải không? Cho nên mình đạp đi cái thì nó có cái lõm vậy đó. Nhưng mà đối với một cái bậc Đức Phật á, thì cái bàn chân ngài bằng. Bây giờ thỉnh thoảng mình cũng thấy có một vài người có cái bàn chân bằng. Thì người nào mà cái người nào bàn chân bằng thì mình lại nói đơn giản là ồ cái người này sướng lắm. À, còn cái lõm như mình nó cực. À, chẳng hạn như mình nhìn cái bàn tay á, người nào mà cực á, bàn tay cái ngón tay nó ngắn. Người nào sướng á, ngồi văn phòng làm việc công chức không á, thì là ngón tay nó dài. Thường ta nghĩ như vậy đó. Thì ở đây cái tướng đầu tiên của Phật á, là cái bàn chân Phật bằng phẳng. Tại sao mà Phật được như vậy? Tại vì Phật đã nhiều kiếp tu trì giới luật, cho nên được cái tướng chân bằng phẳng. Mình tu giới luật làm sao? Thí dụ bây giờ Phật tử mình ai mà thọ tam quy ngũ giới thì ráng giữ năm giới của người Phật tử tại gia đó. Hôm rồi Pháp Hòa đi Mỹ thì có một anh Phật tử cũng xin quy y. Thì xong anh mới nói con muốn quy y mà con sợ quá à. Thôi thầy cho con tam quy thôi, con không thọ năm giới. Nói sao vậy? Nói con sợ con phạm giới thứ ba tức là giới tà hạnh á. Pháp Hòa mới nói tại sợ cho nên cần thọ. Thọ để mình biết, mình giữ vậy thì mình không có phạm. Đó thì cuối cùng Pháp Hòa nói thôi thì nếu mà anh chưa giữ được giới nào thì coi giới nào giữ được thì nguyện giữ giới đó. Tại vì có giữ được giới nào nó quý giới đó. Cho nên mình đừng có sợ giữ giới. Tại vì mình tu được giới nào cũng đều là quý hết. Đỡ hơn không tu. Thí dụ bây giờ quý vị ăn chay nhiều chưa được. Ăn một ngày cũng quý. Vì ăn một ngày còn đỡ hơn là không được ngày nào. Thí dụ vậy đó. Rồi cái ngoài cái bữa chay mà chính thức mình phát nguyện rồi. Thì á, những cái bữa bình thường. Hôm nào một chỉ một cần một buổi cơm chiều. Mình bớt được thịt cá thì cũng đều là quý. Dĩ nhiên cái sự tu hành nó không đặt để ở trên vấn đề ăn chay hay ăn mặn, không phải vậy. Nhưng mà dĩ nhiên mình hãy mình ăn chay được thì nó tốt hơn. Nói về vấn đề sức khỏe thì cũng là cái tốt. Cái thứ hai nữa thì mình cũng bớt được cái sự giết hại, thí dụ vậy. Cho nên cái tướng thứ nhất của Phật có đó là do Phật tu giới. Cái thứ hai đó là khi làm một cái việc gì Phật suy nghĩ kỹ, và khi làm rồi thì không có hối hận. Thí dụ như ngài bỏ gia đình ngài đi tu, bỏ hoàng cung đi tu. Nhưng mà nếu mà cái người thường thì người ta nhìn vô ta nói sao? Cái đó là dại. Tại sao mình đang có cung vàng điện ngọc, mình có vợ đẹp con xinh, là mình có đủ thứ hết mà bỏ đi tu? Nhưng mà Phật đã suy nghĩ thấy kỹ, Phật thấy những cái đó nó không bền, cho nên Phật quyết định Phật đi tu. Mà bây giờ vô rừng mà tu, có khổ hạnh, có cực khổ, có lao nhọc cỡ nào, ngài cũng không hối hận. Cho nên chính ngài nhờ cái phước là cái việc lành nào đã làm không hối hận, thì á nhờ cái tướng đó, phước đó mà cái bàn chân bằng phẳng. Ví dụ như bây giờ mình cũng vậy, mình có nhiều cái việc lành mình giúp người ta, sau đó người ta không có đền đáp gì, người ta còn hại mình nữa, cũng không có hối hận. Thấy không? Cái người kia không có biết nhớ ơn, đền ơn mà làm những cái việc tác hại lại mình, thì đó là cái việc lỗi lầm của người đó. Còn mình do cái việc diệt cái tâm lành cho cái lòng từ mình đã giúp người, mà giúp đúng đúng lúc, đúng người, đúng việc, thì coi như là đã xong, không có gì hối hận. Thì được như vậy đó thì mình được cái phước tướng. Vậy thì cái bàn chân bằng phẳng không do bình thường mà được, mà phải do tu. Thứ nhất là tu trì giới, cái thứ hai là dốc mà hết một lòng, không có hối hận với những cái việc lành nào mình đã làm. Cái điều thứ hai, ở dưới lòng bàn chân của Phật
có một cái vòng tròn, người ta gọi là cái bánh xe đó, thì cái đó tiếng Hán gọi là túc hạ nhị luân tướng. Túc tức là bàn chân, hạ là ở dưới, nhị là hai, luân là cái bánh xe, tức là dưới bàn chân Phật có hai cái bánh xe. Thường thường quý vị thấy người ta hay để cái bánh xe trên bàn tay đó, thì cái đó là luân đó, nhưng mà cái đó là pháp luân, tức là cái bánh xe pháp. Còn ở dưới lòng bàn chân Phật có những cái vòng tròn như vậy, giống như xoáy vậy, cái xoáy ốc vậy đó. Bây giờ á, mình không có nhìn bằng chân, mình nhìn bằng tay không à. Người nào mà xòe tay ra cái mình nhìn, mình thấy cái người đó có cái ốc xoáy 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 ở trong cái lòng bàn tay, cái chỉ tay mà càng nhiều á, thì mình nói là sao, người này khéo tay lắm. Thấy không? Người tròn mà không có lệch nha, tròn mà tròn đều luôn á. Còn cái ví dụ nó xoáy 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 cái nó lệch qua bên á thì không tính. Thấy không? Nó xoáy mà nó tròn 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 vô vậy, nó là người đó khéo tay lắm. Thì do đâu mà được cái tướng đó? Thứ nhất á, là người này biết cúng dường cha mẹ, kính thờ sư trưởng, các bậc cao đức. À, và người này á, khuyên người ta tu không có mỏi mệt. Tức là nói pháp không có mỏi mệt. Bây giờ mình nghiệm á, nếu mình có kính thờ sư trưởng, tức là những người đã dạy dỗ cho mình, dù một chữ, nửa chữ đều là những người, những bậc thầy của mình. Cho nên quý vị thấy không? Ở trong Phật giáo Việt Nam á, hay nói chung là trong Phật giáo á, luôn luôn chỉ nhắc chúng ta rằng không có quên ơn sư trưởng. Vì không quên ơn sư trưởng, người đã cho mình cái hiểu biết, chữ nghĩa, cho nên mình mới có bàn thờ tổ đó. Rồi không có quên ơn cha mẹ, cho nên mình mới có bàn thờ ông bà. Mà do lúc nào mình cũng kính nhớ ơn của cha mẹ, ơn của sư trưởng, và đồng thời mình phải tiếp nối cái sự nghiệp của cha mẹ, của sư trưởng. Mình khuyên lơn nhắc nhở người không mỏi mệt, nhờ cái tướng đó cho nên mình có được một bánh xe tròn trịa dưới lòng bàn chân. Bây giờ kiếm hiếm lắm, hình như không có nữa. À, quý vị nhớ là ở trong kinh có kể câu chuyện, có một hôm á, thì hai vợ chồng này đi kiếm chồng cho đứa con gái. Thì đi kiếm hoài không có ra. Bị ông này không biết xem tướng, cho nên ông hay để ý cái dấu chân. Hồi xưa người ta đi, người Ấn Độ đi không có mang dép, đi chân đất không à. Thì một hôm á, họ đi ngang trên một cái bãi cát, thì họ thấy cái dấu chân của Phật. Thì cái ông chồng mới nói, thôi bà ơi, bữa nay tôi kiếm được chồng cho con gái mình rồi. Cái lòng bàn chân của cái người thanh niên này nè, đúng là cái người có đầy nhiều cái tướng, cái phước, người nhân hậu, người tốt, thì nhất định tôi phải kiếm cho được cái người này để tôi gả con gái cho người này. Bà vợ thì bà sáng hơn, bà tỉnh hơn, cho nên bà nói ông này biết một mà không biết hai, ông nhìn kỹ đi, cái người có bàn chân này nè đâu phải là người thường. Người này đã ly dục và không có còn dục nhiễm nữa. Cho dù ông có kiếm được cái người này á, thì người này cũng không có chấp nhận cái lời của ông đâu. Thì như vậy thì mình mới biết rằng á, là cái bàn chân đó do tích lũy nhiều cái công đức mà được. Còn mình bây giờ thì bàn chân của mình á, người nào mà tốt lắm là bằng thôi, chứ cũng không có được cái vòng xoáy như vậy. À, vậy thì bây giờ mình muốn á, đời nào mình sinh ra được cái tướng đó, thì bây giờ cứ nhớ hai điều. Một là người kia dù dạy cho ta một chữ, một lời, thì cũng đều là thầy của mình. Giống như Pháp Hòa nhớ hồi Hòa đi học lớp 1, lớp 2 ở Việt Nam, cô giáo Pháp Hòa tên gì Pháp Hòa vẫn nhớ. Và trong thời gian Pháp Hòa ở chùa hồi nhỏ đó, ai dạy Pháp Hòa những câu gì Pháp Hòa vẫn nhớ, mà Pháp Hòa nhớ cái tên của cái người dạy mình. Thấy không? Mà còn tệ lắm là quên tên, nhưng mà cái lời nói đó vẫn nhớ. Hồi đó Pháp Hòa đi qua đây học tiếng Anh, học Anh văn, mà gặp một cái người cũng tị nạn giống mình, cho nên tiếng Anh họ khu dở giống mình vậy. Mà đi dạy tiếng Anh cho nên học hoài, học không tiếng. Nguyên cái nhóm Việt Nam mới qua học 3 năm trời mà cứ pink, black, yellow, red, mà cứ mấy câu đó học hoài mấy năm trời vậy đó. Thì khi đó Pháp Hòa nhớ cái năm đó Pháp Hòa tổ chức cái lễ Tết cho nhà trường.
Năm đó Pháp Hòa học lớp 6 thôi, mới học lớp lớp 6, lớp 7 thôi, lớp 7. Thì nhà bà hiệu trưởng mới lên gặp Pháp Hòa, nói bây giờ á, tôi muốn dù đứng ra tổ chức cái Tết người Việt tại trường học của mình. Vậy mà Pháp Hòa vận động mấy đứa Việt Nam trong trường đó, quý cô biết không, mà tổ chức 3-4 năm liên tục Tết Việt Nam mình chủ trì luôn, đem bằng Phật lập ở trong trường, mà trường Catholic nữa chứ, trường Thiên Chúa Giáo. Rồi bắt bà hiệu trưởng, ông thầy giáo gì cầm nhang lại Phật hết. Rất là vui, đem chuông mỏ rồi vô tụng rồi múa vũ rồi lum hết á, rất là vui. Cái thì khi đó có ông một ông giáo dạy về computer. Ông mới thấy Pháp Hòa tội quá đi, qua mấy năm trời mà cứ nhốt vào trong cái lớp ESL hoài thôi. Ông mới lại, ông nói với bà giáo dạy tiếng Anh á, là mỗi khi tới cái giờ dạy computer của ông muốn xin cho Pháp Hòa ra riêng cái lớp của ông để học. Thì khi mà qua cái lớp đó thì ông mới mở cái cuốn sách tập đánh chữ, ông đưa cho Pháp Hòa, ông nói bây giờ ngồi đây, đưa ngón tay vô rồi ngồi đánh. Mà trong khi đó mấy đứa kia nó vô là nó chơi game không, còn Pháp Hòa là cứ miệt mài. Vậy mà rất là nhờ cái lớp, cái ông thầy giáo đó mà Pháp Hòa biết đánh chữ. Chứ nếu không là mình phải đợi tới năm lên lớp 10 mình mới biết. Nhưng mà nhờ đó mà lớp 8 thôi là Pháp Hòa là biết đánh máy. Ông đem Pháp Hòa ra cái lớp riêng ông dạy. Trong khi đó những đứa kia ông cũng biểu nó ngồi, nói ông đánh mà nó cứ lo chơi. Thà bây giờ Pháp Hòa vẫn, bây giờ nhờ Pháp Hòa biết đánh máy được á, là nhờ ông thầy đó mà Pháp Hòa vẫn nhớ tên của ông. Rồi cái một cái bà giáo khác thấy nguyên cái nhóm Việt Nam là nó mới qua mà nó nói tiếng Việt không à, tiếng Anh nó dở quá đi. Bà dạy rất là hay. Không phải dựa theo sách không, mà trong cái hình đó nó có những cái gì mà sách không có liệt kê ra đó, bà đều dạy thêm hết. Rồi bà bắt phải mỗi tuần phải học thuộc lòng, rồi viết chính tả vân vân. Một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh cũng khá lên. Pháp Hòa vẫn nhớ tên bà giáo đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, là đó là cái lời Phật dạy. Mình luôn luôn mình nhớ ơn sư trưởng. Cha mẹ mình nhớ, mình thương, mình kính, mình trọng là đã đành. Nhưng mà sư trưởng, người đã dạy cho mình một chữ một lời cũng đều là thầy của mình. Cho nên không cần biết cái vị đó giới hạnh như thế nào, khiếm khuyết như thế nào. Nhưng mà cái mà chúng ta cần làm bổn phận của mình là mình kính trọng vị đó là đã thầy của mình. Thì nhờ như vậy cho nên ở dưới chân á, có cái những cái vòng xoáy. Cái tướng thứ ba là gì? Ngón tay dài và nhỏ, gọi là trường chỉ tướng. Trường là dài, chỉ là ngón tay. Trường chỉ tướng là có cái tướng là ngón tay dài, nhỏ. Do gì mà được cái tướng đó? Đối với chúng sanh không mang lòng làm hại. Cái chữ làm hại đó là mình thường thường nói chữ làm thì mình phải dùng cái tay mình làm. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một cái bài kệ khi mà chúng ta rửa tay. Có cái bài kệ là múc nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Quý vị nhớ bài kệ khi rửa tay. Múc nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Quý vị thấy không? Cái bàn tay của mình nó làm tất cả. Thì bây giờ khi mà người ta nói chữ làm, ý tượng trưng cho mình dùng cái tay mình làm. Thì người nào có được cái ngón tay dài nhỏ, đó là do cái phước đời trước không có nghĩ tới cái vấn đề làm hại chúng sanh, làm hại người khác. Không có ý tưởng cướp đoạt của người. Bởi vì muốn cướp đoạt tức là phải lấy tay mà cướp đoạt vật chất, hay là phải làm cái gì đó. Thì thường thường ta nói hễ làm là tượng trưng qua bàn tay. Hễ thấy cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng và các bậc có đức thì ra xa đón chào, sửa đặt tò ngồi. Ở trong luật dạy á, mình đang ngồi thấy một vị thầy đi đến thì đứng dậy xá chào. Có 5 trường hợp chúng ta không đứng dậy không có lỗi. Thứ nhất là bệnh hoạn. Thứ hai là đang ăn. Thứ ba là đang tụng kinh. Thứ tư là đang phủi tóc. Phủi tóc tức là đang dùng lấy cái dao lam cạo đầu đó. Thứ năm là đang làm việc cho chúng. 5 việc này
mà mình thấy một vị hòa thượng, một vị tôn túc đến, mà lỡ chúng ta đang bận việc chúng ta không xá chào thì chúng ta không có phạm lỗi. Còn ngoài ra thì những công việc khác chúng ta nên đứng vậy xá chào. Mà thường á, thì cái pháp đừng có nói chi, cái pháp lịch sự ngoài đời thôi, mình đang ăn hay đang làm gì đó mà gặp một cái vị lớn tuổi đi đến thì luôn luôn mình đứng dậy mình cúi đầu mình chào một cái, có phải không? Hoặc là quý vị đang ngồi chơi, người kia cáo từ đi về, thì cái thông thường, cái thói quen là chúng ta đứng dậy để chúng ta làm thi cái lễ chào. Cho nên cái xá chào đó, chắp tay lại xá chào. Cho nên mình là Phật tử, mình gặp nhau đó, mình có xá chào nhau đó, không có gì không được hết. Thì nhiều khi á, mình nói tôi chào cái người đó rồi, tôi chào một lần rồi tôi quê lắm, người ta không có trả lời cho nên thôi khỏi. Người ta không có trả lời đó là chuyện của người ta, phải không? Còn cái chuyện của mình là mình thi cái lễ, mình phải hành cái lễ, là mình là cái nhân cách. Cái đó là người ta thiếu cái nhân cách. Còn mình phải làm cái nhân cách của mình, là gặp người khác thì mình chào hỏi. Chẳng hạn như ngoài đời thì bắt tay hay là say hello, chào anh. Người trong Phật tử với nhau thì gặp nhau chào, chứ còn gặp nhau không có hất mặt mới tới hả? Không, gặp nhau cái đó là mình chơi, nói chơi cho vui, nhưng mà gặp nhau là nên xá chào. Bởi vì đó là cái đức, cái hạnh, đó là cái hạnh đẹp. Cho nên Phật tử gặp nhau là A Di Đà Phật, à, chào anh các, mình đông quá mình chào không hết, mình chào chung. A Di Đà Phật, tổng chào đại chúng cũng được, nhưng mà phải có một cái lễ. Đó là tượng trưng cho người lúc nào cũng giữ cái lễ đối với tất cả mọi người. Sửa đặt tòa ngồi, cung kính lễ bái, dẹp bỏ lòng kiêu mạn, nhờ thế mà được ngón tay dài và nhỏ, biểu tượng cái thọ mạng lâu dài. À, không có làm hại chúng sanh. Gặp người thì chắp tay cung kính, sửa đặt chỗ ngồi. Thường thường á, mình hay nhường chỗ ngồi là vậy đó. Thôi anh ngồi chỗ tôi. À, cho nên những cái hình ảnh nó rất đẹp. À, mà quý vị thấy rằng á, trong cái vô tình mình hành xử theo cái lễ độ của cái người thường, người Việt Nam mình ứng xử đó, thì nó cũng ứng hợp với lại những cái hạnh tu của Phật. Phật nhờ tu cái hạnh khiêm cung mà được ngón tay dài. Cái thứ tư gọi là túc căn quản bình tướng, tức là ngón chân đầy đặn no tròn. Cái người nào mà đủ ba hạnh kể trên, à, ba hạnh kể trên là ba hạnh gì? Hạnh cung kính sư trưởng, à, hạnh cung kính cha mẹ, hạnh không cướp đoạt người, thí dụ vậy. Nhờ ba cái tướng đầy đủ vậy, cho nên ngoài cái ngón tay dài còn có cái gót chân đầy đặn. Còn có một cái nữa là siêng tu hạnh nghiệp. Siêng tu hạnh nghiệp là sao? Có nghĩa là việc lành nào mình thấy lợi ích cho người nên làm, đồng thời phải siêng nghe pháp. Tại sao siêng nghe pháp? Tại vì mình có siêng nghe pháp thì cái trí tuệ mình nó mở ra, mà cái con người mình nó mở ra, cái tuệ giác mình nó mở ra, thì mình, đời sống mình sao? Đời sống mình nó bình lặng, nó vững chãi. Cho nên tượng trưng cho cái gót chân. Thường thường á, cái gót chân mà nó đau á, là nó thấu lên tới cái lưng. Hôm nào quý vị mà đi nhiều đau gót chân coi, nó thấu lên cái eo lưng chịu không nổi. Mà thường ta nói á, cái gì mà vững chãi, ta nói chúc cho anh chân cứng đá mềm. Tại sao anh chân cứng đá mềm? Cục đá thì nó cứng, phải không? Nhưng mà nhờ anh có cái bàn chân vững chãi, anh đi anh lướt tất cả những chông gai, cho nên lúc đó bàn chân anh nó trở thành ra bàn chân cứng. Cục đá có cứng cỡ nào, nhưng mà nhờ cái ý chí của anh, cái sự vững chãi của anh, nó cũng phải mềm trước bàn chân vững chãi đó. Ở đây cũng vậy, người mà siêng nghe pháp thì bồi đắp cái tâm linh của mình. Mà khi bồi đắp được cái tâm linh rồi thì sao? Trong lòng mình nó vững chãi lắm, không có cái gì làm cho mình lay động được. Cái khổ nó đến, mình cũng có buồn, nhưng mà hoặc là có khổ nhưng không có khổ triền miên như ngày xưa. Đại chúng để ý, cha mẹ mình mất, ai không khổ không buồn? Nhưng mà cái người mà có hiểu đạo với cái người mà không hiểu đạo, hai cái tâm trạng nó khác. Cái người hiểu đạo là buồn khi mất cha mất mẹ, nhưng mà
vững cái tâm, vững cái lòng để cầu nguyện, cũng như là cho lo hậu sự cho cha mẹ cho đàng hoàng, cũng như là làm cái gì, làm cái mẫu mực để hướng dẫn cả gia đình lo tang sự, thí dụ vậy đó. Chứ người Phật, hoặc là cái bất trắc gì nó đến, cái người mà không có hiểu đó, họ bứt tóc, họ réo trời. Thường thường cái người mà khổ quá họ hay nói một câu: trời là trời, tôi đâu có làm nên tội lỗi gì đâu mà trời đầy trời hành tôi dữ vậy, phải không? À, sao mình biết mình không có? Nội cái chuyện nhỏ xíu như là cái chào người ta, mình còn nói tôi chào nó một lần rồi, nó không có trả lời, thôi đừng có hòng. Đấy, một cái chuyện nhỏ như vậy thôi mà mình cũng không làm nữa. Còn ví dụ người nào mình ghét coi, kêu lại làm gì cho người đó, thôi miễn đi, đừng có tin tôi. Nó chết cũng vừa lắm rồi. Ví dụ vậy, tức là mình nhiều khi mình thốt ra một cái lời nói, dù mình không có làm gì hết, nhưng cái lời nói của mình nó cũng thành ra một cái khẩu nghiệp. Cho nên á, ngày hôm qua không biết cái chuyện gì Pháp Hòa nói chuyện với một vị Phật tử đó, thì Pháp Hòa cũng có nói. Pháp Hòa nói nhiều khi á, cái người đó tốt hay xấu, người đó như thế nào mình không biết, mà thí dụ người đó có xấu nó cũng mắc mớ tới mình đó đó, nhưng mà mình nói làm chi để tạo cái lỗi lầm của cái miệng. Bây giờ cái người đó, thí dụ như người đó đã giật tiền của người khác, mình nói cái người đó xấu lắm, mà thực sự giật tiền của người khác chứ cũng không có liên hệ gì với mình hết đó, hay là hai bên họ có cái xích mích thì cái người đó có phạm giới hay có cái gì đó, thật sự ra cái chuyện đó của người đó mình chưa thấy, chưa biết và chưa có thẩm định một cái gì hết, mà mình nói thì đôi khi mình tạo cái lỗi lầm. Ở đây thì do tu cái hạnh nghiệp, mình nghe Pháp để mở tâm tư vững lòng trước những cái thịnh suy của sự thế, cho nên tượng trưng cho cái người có gót chân đầy đặn. Đó là cái hạnh. Cho nên xin thưa đại chúng, những cái tướng này là do cái phần tu nha, cho nên đây là mượn cái tướng để hiển cái Pháp tu. Thí dụ như bây giờ mình nói trời ơi sao lúc này thấy cái diện mạo của chị có vẻ hồng hào và thấy người có thể có vẻ giống như là buông xả nhẹ nhàng hơn. À, lúc này nhờ tôi biết xả bỏ nhiều việc, cho nên tôi không có bị stress nhiều, tôi không có ôm ấp nhiều, cho nên bây giờ trong lòng tôi nó thanh thản hơn, cho nên diện mạo tôi nó nhẹ nhàng hơn. Đó, là nhờ tu cho nên nó hiển cái tướng. Điều thứ năm là túc chỉ mang tướng, tức là ở giữa ngón tay ngón chân có cái màng mỏng nối liền. Xin lỗi, nó giống như cái chân vịt. Thường thường bàn tay mình nó hở vậy nè. Bây giờ á, mình nhìn cái người nào mà có cái bàn tay vậy thì mình nói sao? Người đó dị tướng, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết là biết mình sao mình không đặt ngược là mình dị tướng đi. Thí dụ bây giờ cái thế giới của mình là ai cũng có kiểu như vậy, mà lọt có người nào bàn tay nó rời từng ngón dây cái kêu dị tướng, thí dụ vậy đó. Cho nên bây giờ mình thấy quen rồi, ngón tay người nào cũng rời từng ngón với nhau, mình thấy cái người nào mà có cái màng mỏng nhỏ thì mình nối liền với nhau thì mình cho là người đó dị tướng. Nhưng mà ở trong kinh thì nói là đây là một cái tướng đẹp. Tại sao? Tại vì cái người này á hay giúp đỡ chúng sanh nên có cái tướng ngón tay nhiều, ẩn hiện tự tại. Cái ngón tay mà không có phá hoại người, cho nên bàn tay liền lạc với nhau. Cái thứ sáu là gì? Thủ túc nhu nhuyến tướng, tức là chân tay mềm mại. Chân tay mềm mại là sao? Cái người này có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn, và đối với cha mẹ thì có sự chăm sóc, đối với sư trưởng có sự kính thờ chăm sóc, và chăm sóc người bệnh. Chăm sóc cái người bệnh. Ở trong kinh á, nói tới những cái phước mà chăm sóc người bệnh. Cũng giống như Đức Phật, tuy rằng Ngài là một vị thầy, nhưng mà thỉnh thoảng Ngài đi thăm các đệ tử ở các cái lưu phòng. Thì có một vị thầy bị bệnh và thiếu người chăm sóc. Cho nên lúc đó là Đức Phật đi ngang, Đức Phật cũng giặt khăn rồi lau mình cho cái vị đó. Thì người đó không có dám nhận. Nói con không có dám nhận. Nói không. À, dù là thầy, nhưng mà dù là Như Lai, Thế Tôn, nhưng mà sao? Cũng phải tạo cái phước. Vì vậy mà mình không có từ chối cái phước nhỏ nào mình không làm.
Hồi xà nãy Pháp Hòa bước lên cái thấy bác Minh Kính đang lôm khôm lượm những cái bụi, những cái dơ ở dưới thảm trên chánh điện. Thì nhiều khi mình thì mình thấy vậy mình bỏ lơ, mình nói thôi để lát hút bụi luôn, ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái người mà người ta để tâm thì dù một cái miếng nhỏ ta vẫn nhặt lên. Thí dụ như quý vị làm hương đăng cũng vậy, cứ nhìn lên bàn thờ thấy có những chân nhang nó dơ thì mình rút chân nhang rồi mình quét, mình lau lại cho sạch, dù một chút thôi, nhưng mà biết trang nghiêm như vậy cũng là cái tốt. Mình đừng nói chi cái diện mạo mình thôi. Ai mà lại nói ủa mặt chị dính gì là thôi mình chùi lia lịa, mình sợ một cái vết gì nhỏ nó dính trên mặt lắm, thí dụ vậy đó, mình để ý thử coi đó. Hoặc là người ta nói ủa sao bữa nay cái áo chị mặc kỳ vậy, là bắt đầu mình ngó tới ngó lui, mình chưa yên tâm nữa, mình đi kiếm ý kiến mình ngó nữa đó. Thì mình cứ chút xíu đó thôi. Hoặc là người ta nói ủa cái tóc chị sao kỳ vậy, là bắt đầu mình dở cái kiến ra mình coi rồi. Thấy không? Thì mình biết chỉnh mình từng cái nhỏ đó. Thì cũng vậy, những cái nhỏ nhỏ mà mình thấy bên ngoài, những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ cũng nên để tâm. Thì nhờ cái tướng như vậy đó, cho nên cái tướng chân tay mềm mại. Cái thứ năm là túc phu cao mãn tướng, tức là cái tướng mu chân vung đầy. Cái bàn chân, cái bàn chân ở trên á, cái mu chân á nó vung đầy. Còn mình bây giờ á nó theo cái tướng ốm mập. Người nào mà ốm cái thì sao? Cái da chỗ trước cái chân nó thủng xuống, bước đi cái nhìn thấy xương không? Thấy không? Thành ra cái người nào mập mập được một chút thì cái chân nó mới đầy. Thí dụ vậy. Nhưng mà đối với cái người có cái tướng tốt á thì cái trên mu chân lúc nào cũng bằng phẳng. Là do cái gì? Do người này tu tập các công đức lành, không có mỏi mệt, tinh tiến, cho nên có cái tướng tròn đầy, biểu thị lợi ích chúng sanh, đại bi vô lượng. Thường thường á mình làm cái gì mà mỏi mệt á, thì nó hay biểu lộ qua cái tướng là mình muốn ngồi xuống. Khi mệt thì chỉ muốn ngồi, muốn nằm thôi. Chẳng hạn như ăn xong cái mệt quá cái muốn đi nằm. Nhưng mà bảy cái điều mà người ta kỵ sau khi ăn rồi là không được làm. Có bảy điều mà khoa học, những cái người mà người ta nghiên cứu về vấn đề sức khỏe đó, người ta khuyên chúng ta nên làm bảy điều không nên làm sau bữa ăn. Trong đó có một cái việc ăn xong rồi mà đi nằm á, nó dễ sanh bệnh tiểu đường. Và xin lỗi, bụng bự và giảm tuổi thọ. Tại sao? Tại vì khi mình ăn vô đó thì những cái thức ăn nó cần tiêu hóa, cho nên mình đi nằm liền đó, thì coi như nó không có cơ hội nó tiêu hóa, thì nó dễ ứ lại, thì cái bụng mình nó dễ bự. Đại chúng để ý, cái người nào mà hơn 30 tuổi là bắt đầu có cái cơ hội bụng bự nó dễ lắm. Tại vì cái đường tiêu hóa của mình lúc đó nó yếu đi rồi. Hồi còn trẻ đó, 15, 16 tuổi ăn bao nhiêu nó vẫn không có cái bụng. Là tại vì cái thể lực của mình nó tốt, và cái chất đốt trong người nó tốt, cho nên nó tiêu hóa thức ăn dễ. Mà hơn 30 tuổi rồi là cái đó nó yếu, cho nên bắt đầu là ăn nhiều một chút là cái bụng nó bự. Mà nhiều khi nó mập đâu, nó không mập, nó cứ nhẹ cái bụng mà nó mập. Mà bụng mập á thì nó ngồi nó mệt, phải không? Cho nên là người ta dặn á là sau bữa ăn đừng có nằm. Điều thứ hai là sau bữa ăn đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Pháp Hòa hay nhắc vậy đó. Tại sao? Là tại vì khi mình hút, khi mình ăn vô thì các bộ phận trong cơ thể mình nó mở ra để nó bắt đầu nó tiếp nhận từng cái thức ăn, nó tiêu hóa, nó nuôi dưỡng. Mà mình hít một cái khói thuốc vô là vô tình, không phải nó vô cái lá phổi không, mà nó vô luôn cả lá gan, ruột non, ruột già, lá lách, cái gì gì đó là nó vô hết. Cho nên một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Thành thử sau bữa ăn đừng hút thuốc. Mà người nào muốn khỏi có khổ bệnh về cái thuốc thì thôi bỏ đi. Thấy không? Ta kêu hút sách á, thôi giờ lấy sách bỏ hút. Mình tu là mình biết kiểm soát và mình lấy cái nào bỏ cái nào. Mà thí dụ như người ta kêu là cái gì á, rượu chè, ăn chè bỏ rượu. Thường thường ta hay nói chung nói cặp vậy mà, người nào rượu chè nè, thấy không, thì thôi ăn chè bỏ rượu,
Người nào lỡ bị hút sách thì thôi lấy sách đọc chơi cho vui, đừng hút. Không? Rồi người nào có cái tật trai gái thôi quen trai đừng chơi, đừng quen gái. Không? Ví dụ như người nào mà lỡ cờ bạc thôi chơi cờ cũng vui, đừng đánh bạc. Ta thường thường ta nói chung vậy đó, cờ bạc rượu chè hút sách trai gái, không? Ghệ gọc. Thường thường Việt Nam mình hay nói cặp nói đôi gì đó. Thì thôi bây giờ đó. Rồi á thì ví dụ như mình ăn xong rồi đừng uống nước lạnh. Pháp Hòa thấy có nhiều vị có cái thói quen là ăn cơm hay uống nước đá lạnh, không có tốt. Tại vì mình ăn cơm á là có những cái món dầu mỡ. Mình mà không có, mình uống nước lạnh như vậy á, nó đông lại cái dầu mỡ trong những cái tim mạch. Cho nên lâu ngày cái người đó sẽ bị đông mỡ bao tim. Cho nên đó là tại sao người ở đông mình ăn cơm uống nước nóng, uống nước sôi. Tại vì để uống như vậy để nó tiêu hóa cái dầu mỡ trong cơ thể. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Cái mỏi mệt là thường có cái khuynh hướng nằm ngồi. Thì ở đây á, mình tu không có mỏi mệt, làm việc lành không mỏi mệt. Cho nên nhờ cái đó mà cái phước tướng gì, cái lòng, cái mu chân nó đều. Hồi nãy là bàn lòng bàn chân đều rồi, giờ mu chân đều. Cho nên thường thường á, ta chúc người nào mà cái một trong bốn cái con vật mà tốt là con gì? Con quy á. Con quy là con rùa đó. Cái gì? Cái mai của con rùa là ở trên thì nó làm sao? Nó tròn, mà ở dưới thì nó bằng. Và đó là cái tương tôn. Hãy bằng thì phải bằng thẳng, mà trên thì phải tròn trịa. À. Và cái thứ nữa là cái hạnh tu con rùa là sao? Khi mà gặp một cái gì, gặp một cái sự cố gì đó, thì con rùa nó rút bốn chân nó vô, rút đầu, rút đuôi nó vô hết. Có phải không? Không ai làm được gì nó hết. Thì cái người tu của mình phải thu nhiếp sáu căn. Con rùa nó có sáu chi, bốn cái chân, cái đầu với cái đuôi. Thì khi hữu sự á, là con rùa nó rút vô cái mai nó. Thì con người của chúng ta có sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thu nhiếp sáu căn, để sáu căn nó không có bị khổ. Có nhiều người thích đi shopping quá, rồi sẵn có cái thẻ đó, thành thử cứ thích là cứ cà. Cà thẻ đó, cà riết cất thẻ luôn, không dám đem theo trong người nữa. Thí dụ vậy đó. À, thì người nào mà biết cất thẻ là người đã biết rút vô. Cho nên biểu thị lợi ích chúng sinh không có mỏi mệt. Cái thứ 8 là gì? Lộc vương thuyển tướng, có nghĩa là xương đùi tròn nhỏ như con nai. Tí nói là cái bắp đùi ấy, nó tròn, nó gọn. Người đó nghe pháp vui vẻ, rồi thích nói lại cho người nghe, ưa làm việc đạo, nhờ thế mà được cái tướng như vậy. Tức là mình vui vẻ, mình ham thích nghe pháp. Pháp Hòa nhớ trong truyện Tiền Thân của Phật có kể lại một câu chuyện. Ngay cả kinh Phương Tiện Phật Báo Ân cũng có kể câu chuyện này. Là ngày xưa có một con sư tử, nó có cái bộ lông vàng óng ánh mà đẹp lắm. Con sư tử nó tên là con Kiên Thệ. Chữ kiên là kiên cố, chữ thệ là lời nguyền. Lời nguyền của mình kiên cố cho nên gọi là Kiên Thệ. Thì con sư tử này nó có cái tên như vậy đó, sư tử Kiên Thệ. Mà con sư tử này nó có bộ lông đẹp lắm. Thì ông vua đó, ổng mới ra một cái lệnh là ai có thể bắt được con sư tử đó, đem cái giết nó rồi đem cái bộ lông đó về cho ông thì ông sẽ thưởng. Thì có một người thợ săn đi vô rừng tìm cái con sư tử này. Thì sau nhiều ngày tìm kiếm thì cuối cùng ông tìm gặp được con sư tử này. Và ông tìm được một cái thói quen của con sư tử này, một cái điều của con sư tử này nó rất thích. Là ở trong rừng có những người tu ngồi đó thuyết pháp, thì con sư tử này nó thường lân la tới, nó nằm kế bên nó nghe.
Thì thường thường á, một người mà muốn giết một con vật á, họ hay đi vô rừng, họ tìm những cái sở thích của con đó, nó thích cái gì để người ta mới dùng cái mưu đó người ta hại nó được. Thì cái ông thợ săn này á, ổng tìm được cái sở thích của con sư tử kiên thệ là thích nghe pháp. Cho nên bữa nọ các vị thầy đó đi ra ngoài khất thực, thì cái ông thợ săn á, ổng mới lấy cái áo vàng á của người tu á, ổng choàng vô rồi ổng ngồi đó. Thì con sư tử này á, nó tưởng đâu là thầy tu nói pháp, thì nó tới nó nằm kế bên nó nghe. Thì do nó nằm kế bên như vậy cho nên ông thợ săn này mới giết được con sư tử này và lấy cái bộ lông đó mang về. Thì khi mà đem về trình cho vua thì vua rất là mừng, định ban thưởng. Nhưng ông vua cũng nói: trẫm nghe nói con sư tử này có một bộ lông vàng như vậy á, rất là khó bắt được nó, mà tại khanh làm cách nào mà khanh được. Thì ông kể ra sự việc như vậy. Thì Đức Phật, thì cái người đó mới kể hết sự việc ra. Thì ông vua nghe ông phẫn nộ, ông nói như vậy thì xấu quá, phải không? Người á, như vậy lúc đó mới biết rằng con sư tử này nó có được cái tướng phước á, là thích nghe pháp, cho nên nó có được cái bộ lông vàng đẹp như vậy. Cho nên ông mới không có thưởng cho cái ông thợ săn đó, ông còn phạt nữa. Thì qua câu chuyện đó, khi mà con sư tử đó nó bị giết á, nó sắp sửa nó gào lên, nó định giết cái người mà thợ săn đó đó. Nhưng mà trên người cái người thợ săn đó vẫn còn mặc cái mảnh áo vàng của người tu. Cho nên con sư tử nó 3 lần nó định choàng lên nó giết, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì nó dừng lại, vì nó thấy được người đó đang mặc cái áo tu, cho nên nó thà nó chết chứ nó không dám làm hại cái người mặc cái áo tu. Thì cái câu chuyện đó mới có cái câu, có cái tên là con sư tử trọng pháp. Câu chuyện đó Pháp Hòa đọc hồi nhỏ, nhớ hồi nhỏ như vậy. Và con sư tử trọng pháp, thì thầy viện chủ thầy kể, thầy nói hồi ở bên trại tị nạn á, thì lính Thái họ hay đánh đập người của mình lắm. Và có nhiều khi những cái người lính Thái họ hay bắt mấy cô gái Việt Nam mình đem về để họ hãm hiếp làm bậy vậy đó. Mà không ai cản được đâu, người nào mà cản là họ lấy bả súng họ đập chết á. Cho nên thầy lúc nào cái áo tràng màu vàng của thầy, thầy cũng để gần thầy hết á. Để mỗi lần mà một cô gái Việt Nam nào bị lính Thái họ kéo ra đó, thì có người chạy lên cho thầy hay, thì thầy mặc cái áo vàng ra, thầy không có nói, thầy chỉ xá xá họ, thì họ trọng thầy, họ quý cái áo vàng mà thầy đang mặc, họ tha cho cái cô đó. Thầy viện chủ thầy kể hồi trại tị nạn Thái Lan, thầy đi đường bộ mà, thầy ở trên trại Thái Lan như vậy là 4 năm. Và thầy có kể cho Pháp Hòa nghe là hồi đó, đó là cái áo người Thái á, họ có xấu cỡ nào đi nữa nhưng mà đối với cái người tu á thì họ trọng. Nhưng mà người Việt Nam mình đã quý thầy thì hay mặc áo nâu, lúc bình thường chỉ có mặc áo vàng khi ra tụng kinh giảng đạo thôi. Thì nhưng mà người Thái thì các sư của họ lúc nào cũng áo vàng, cho nên mình mặc áo nâu ra là mình nói chuyện với họ là không có tác dụng. Cho nên mỗi lần mà hễ mà nói thầy ơi, thầy lính Thái nó ăn hiếp một cô gái Việt Nam, thì thầy mặc cái áo vàng vô, thầy đi ra thầy xá họ vài xá là họ tha cho cái cô đó. Thì ở đây cái con sư tử này nó cũng vậy, nó dư sức nó giết cái người thợ săn, người nhưng mà trên người thợ săn, và nó trọng cái pháp. Nó nói hồi nãy cái ông này nói pháp mà, phải không? Thì ở đây á, Pháp Hòa kể như vậy là để kể cái tướng đẹp do nhờ cái tâm cầu pháp, cầu pháp không mỏi mệt, trọng pháp. Cho bây giờ á, mình có được cái phương tiện quá tốt để mà chúng ta nghe pháp, học pháp, thì chúng ta đừng có lãng phí, uổng đi. À, cái điều thứ chín mà Phật có được á, tức là chính lập thủ ma tướng, tất tướng. Tức là khi mà Phật đứng á, đứng thẳng á, thì Phật thả tay xuống á, thì cái tay của Phật á, tới đầu gối, dài tới đầu gối. Mình bây giờ thì đâu có được, cái tay mình nó ngắn. Nhưng mà đối với cái tướng đẹp của Phật á, là thả tay xuống, thì đứng thẳng mà thả tay thì cái tay xuống tới đầu gối. Thì do đâu mà được cái tướng này? Nhờ ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp là thân, miệng, ý thanh tịnh. Nhờ khám bệnh cho thuốc, nhờ ăn uống có chừng mực,
cho nên được cái tướng này. Và khuyên người làm thiện, khởi tâm thấy người làm thiện lập chùa tạo tượng, chúng ta vui mừng mà không có phỉ báng, không có hiềm khích, cũng như không có nói để những cái lời cho người ta chán chường những cái việc làm của người ta. Do được như vậy cho nên đời này có cái cánh tay dài, phải không? Thường thường á, quý vị hay nghe nói Phật có bàn tay Đâu La Miên không? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh của Ngài Địa Tạng mà nói rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn. Quý vị nhớ kinh nào không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 13. Mà bàn tay, cánh tay sắc vàng đó, tiếng Phạn là Đâu La Miên. Đâu La Miên là tiếng Phạn, tiếng Việt mình dịch lại là cánh tay sắc vàng. Ý nói không phải cánh tay của Phật bằng sắc, bằng vàng đâu. Như ý nói là cái người ẩn chứa đủ cái lòng từ. Đại chúng thì ý ha, thí dụ như con của mình hôm nào mà nó bị đau một cái gì đó thì thường thường mình làm gì? Mình ôm con vô rồi mình lấy tay mình vỗ đầu mình vuốt nó. Nhiều khi cái bàn tay mà cái nó cảm nhận được là tại sao? Lúc mình làm vậy là làm bằng cả cái lòng thương của mình. Cho nên người thầy mà vuốt đầu người đệ tử cũng vậy, vuốt bằng cả cái tình thương của người thầy mà người đệ tử cảm nhận được. Đó, cái giây phút đó là cánh tay sắc vàng, chứ không phải cái tay đó bằng sắt, bằng vàng đụng vô là không phải cần luyện võ công để có được một cái tay gọi là sắc vàng gì hết. Nhưng mà chứa ẩn chứa đầy đủ cái lòng từ. Nhờ có lòng từ cho nên mới khám bệnh cho thuốc đó. Cho nên cái vị nào mà người ta, một vị thần y, người ta để cái tay vô trong cái mạch mình, ta chỉ cần nghe vài nhịp thôi, ta biết tim, gan, tỳ, phế, thận của mình sao hết. Hồi xưa các vị mà ở trong hoàng cung, mà nhất là các hoàng hậu, cung phi rồi đó, một vị thái y mà vô khám bệnh có đời nào được để nguyên bàn tay trên tay của một cái người đó đâu. Nếu mà ấy, một là phải lấy sợi chỉ cho cái người đó cầm, rồi câu sợi chỉ ra, rồi chỉ nghe cái mạch qua cái tay người đó cầm. Còn không nữa đó là phải lấy miếng vải mỏng lót lên tay vậy nè, rồi mới cái vị thái y đó mới để tay lên, chứ không có được chạm vô cái da thịt của cái người cung phi đó. Nhưng mà các vị đó người ta thần y, người ta để vô người ta biết. Cho nên cái người nào mà, ví dụ như cái người nào mà ta mát tay, người ta cho thuốc mình uống hết, trời ơi, bệnh ta bác sĩ đó mát tay lắm, cho mình. Có nhiều vị làm bác sĩ mà rất mát tay, và đi bác sĩ cũng thích bác sĩ nào mát tay. Có nhiều người có mát tay cạo gió, và bệnh cái nhờ người đó cạo gió cái hết, thí dụ vậy đó. Cho nhờ cái người đó khám bệnh cho thuốc, phá lòng kiêu ngạo, ăn uống có chừng mực. Khuyên người làm thiện. Thứ 10, tướng thứ 10 là âm tàn tướng. Cái chữ âm tàn này á, có khi gọi là mã âm tàn. Chữ mã nghĩa là con ngựa. Chữ âm á, cứ có nghĩa là cái nam căn. Tàn á, là ẩn. Thường thường á, cái tướng con người nó thô, cho nên cái căn của mình nó cái âm căn của mình nó hiện ra ngoài, nó thô. Nhưng mà đối với một bậc thánh, một cái vị mà người ta có cái đạo lực tu hồng hành á, thì thường thường cái căn nó ẩn, nó không có hiện. Để biểu lộ cái gì? Biểu lộ cái tâm không có dục nhiễm, cái người không có dục nhiễm. Thấy không? Thứ hai là gì biết không? Quan trọng nhất là cái này: biết che cái lỗi của người. Khuyên người, khuyên thì có khuyên, nhưng mà không bao giờ đi bêu xấu lỗi của người để làm cho người ta mất cái uy tín, làm cho người ta mất cái gia đình người ta không có hạnh phúc, vân vân. Tức là trong chữ Hán ta thường dùng cái từ là ẩn ác dương thiện. Ẩn cái ác xấu của người đó, biểu dương cái lành tốt của người đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói trong con người của chúng ta ai cũng có những cái hay, ai cũng có những cái dở. Thì mình nên nói những cái hay của người khác, của người đó cho người khác để người ta học hỏi và người ta vui theo. Mà những cái xấu của người đó mà người ta chưa làm gì xấu với mình thì thôi mình đừng nói.
Ví dụ như nghe người đó hay giật tiền mà họ chưa giật của mình thì đâu có gì đâu để nói, không mà mình chỉ nghe thôi chứ mình cũng chưa có biết người có giật không nữa. Mình đi nói cho người khác biết, nói chị đừng chơi với cái anh đó, cái chị đó hay giật tiền, hay lường gạt mình lắm, thì là mình đưa cái ác của người khác lên mà cái thiện của người ta mình không thấy, mình không ấy. Cho nên cái người tu được cái tướng này là do biết nói cái lời khéo để mà đoàn tụ với nhau, biết tự tu cái hổ thẹn, lại dạy người tu không có tà dâm, không có nói lỗi của người, biết ẩn ác dương thiện, nhờ đó mà được cái tướng âm tàn. Thường thường hồi đó, đó lúc mà vô tu á, học cái bài kệ mặc cái quần. Khi người nào mặc cái quần á, thì phải đọc cái câu là trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh cụ túc thiện căn, phục chư thiện căn cụ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, biết đầy biết đủ cái sự hổ thẹn. Tại sao mình phải mặc quần mặc áo? Tại vì mình hổ thẹn, mình không có muốn lộ cái tướng thô của mình, cho nên mình mới lấy vải mình may thành cái áo, cái quần mình mặc lên để che những cái tướng thô của mình đi. Thì cũng như thế, người tu là phải biết lấy cái pháp lành để làm cái gì? Để hổ thẹn, che cái sự hổ thẹn của mình. Cho nên lấy cái ý đó mà để dạy mình cái pháp tu, là nếu mà khi mình mặc cái quần dưới đó, khi mặc quần dưới cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, biết sự hổ thẹn, phục chư thiện căn cụ túc tàm quý, đầy đủ cái sự hổ thẹn. Thở đây cũng thế, mình sở dĩ mình được cái tướng này là do mình đầy đủ cái lòng hổ thẹn và không có đưa cái ác của người lên mà biết che giấu cho người. Thí dụ á, nhiều khi mình biết cái người đó ngày xưa làm lỗi, ngày xưa đã từng làm lỗi, bây giờ người đó ăn năn thôi, quên đi những cái lỗi của người đó. Mình nên, bây giờ cái người đó họ phục thiện rồi, thì mình nên nhận diện cái hiện tại của họ mà đừng nói cái quá khứ. Tại mình nhắc nhiều cái quá khứ quá không tốt. Đừng có nói chi ha, cái này Pháp Hòa nói một cái ví dụ nhỏ thôi. Thí dụ như là hai vợ chồng sống chung với nhau, thì người vợ hay người chồng nhiều khi thật tình kể một cái quá khứ tình cảm đau buồn của mình cho người vợ hay người chồng của mình biết. Người nghe xong rồi không có quên, người kia thì thiệt tình nghĩ bây giờ mình đã thật lòng với người này, mình đang thương rồi, cho nên có những cái tình cảm đau khổ ngày xưa mình trình bày một lần, mình kể lại, cái người kia nghe xong không quên mà cứ nhắc, mà cứ mỗi lần đụng chuyện là cứ đem cái quá khứ của người này, cái đó không có tốt. Tại vì cái người đó đã thật lòng nói cho mình nghe những cái đau khổ của quá khứ mà người đó bây giờ đã không muốn nói nữa, mà mình cứ khơi lên hoài thì có nghĩa là mình làm đau cái người kia, mà đôi khi vô tình mình làm cho người kia nhớ lại những cái tình cảnh của cũ nữa. Cho nên đừng có nói những cái quá khứ. Cái quá khứ nó không có tốt, nó không có lành thì đừng nói. Mà có nhiều người thì có một cái thói quen là hãy đụng chuyện mà vợ chồng mà giận nhau là lôi hết từ quá khứ lúc mới quen cho tới chuyện gì là nói ra hết trơn. Nói như vậy cái là làm cho cái người kia họ càng tăng cái sự phẫn nộ, và họ càng thấy là cái người thương của mình không có quên, không có tốt đâu. Quý vị để ý, càng nói thì cái người kia càng sân hận. Cho nên đừng nói cái đó, mình phải ẩn cái đó đi. Mà thật sự ra có ai muốn nói cái xấu của mình ra đâu, không ai cũng muốn ẩn cái đó. Thì mình muốn như vậy, người cũng muốn như vậy, thì thôi mình ẩn được cái nào cho người thì mình nên ẩn. Cái tướng 11 là thân quảng trường đẳng tướng, tức là mình tròn đầy, đầy như là cái câu ni câu đà. Ở bên Ấn Độ nó có một loại cây là cái thân của nó tròn, mà cái nhánh của nó đó cũng cái nhánh của nó đó xà xuống trở thành ra một cái rễ phụ để đỡ cái cây. Cái cây ni câu đà nó ngộ như vậy đó. Mà ở bên Trung Quốc và Việt Nam mình không có cây đó. Mà cái thân nó như vậy á, mà cái trái nó, cái hột thì rất là nhỏ, nhưng mà khi mà nó đưa cái nhánh nó ra như vậy nè, thì tự nhiên cái nhánh nó xà thêm một cái rễ nữa. Không biết quý vị coi mấy cái tranh ảnh lịch sử bên Ấn Độ đó, thỉnh thoảng quý vị thấy những cây đó, quý vị nói ô cây là cây da,
cây này là cây gì, nhưng mà thật sự đó, cây đó là nhiều khi ta vẽ cây Ni Câu Đà đó. À, cái cây đó nó tròn, nó nhặt nhánh ra, thì khi mà nó nhánh cái nó xà xuống, nó thành một cái rễ phụ. Ý nó đầy đặn như vậy đó. Thì người nào mà có được cái tướng tròn đầy như vậy là do đâu? À, do cái người này thấy chúng sanh đau bệnh thì tìm cách chạy chữa, dạy người khác tu. À, thân người cân xứng, nói chung là cái thân người cân xứng. Có nhiều khi thân mình không cân xứng. À, thí dụ như là và vai rộng thì cái vai lưng sao đó. Có nhiều khi người ta tạc một cái tượng Phật không có cân xứng. À, thí dụ cái diện Phật như vậy mà cái thân nhỏ quá, hay là Đức Phật đưa tay như vậy thì cái bàn tay này nó thiếu, nó muốn gần bằng với cái diện luôn. Tức là cái người tạc tượng không khéo. Thường tạc tượng thân phải cân xứng cũng thế. Thí dụ bây giờ cái người đó tướng cái thân tướng tay chân gì nó lùn khúc cũng không đẹp. Cho cái người mà có được cái thân tướng mà đều đặn là do cái gì? Do cái người đó có biết cái sự tu hành, khuyên người khác làm lành, chăm sóc người bệnh, tu ba nghiệp. Thân tướng, cái tướng đẹp thứ 12 đó là mau tướng, mau thượng hướng tướng, tức là lông trên mình đều nghiêng về bên phải. À, thường thường mình có những cái lỗ chân lông á, những cái lỗ chân lông của mình á thì thường là nó mọc ra và nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà khi là đối với những cái bậc mà người ta có cái lành á, thì thường thường tóc người ta, lông tóc nó xoáy. À, giống như tóc của Phật cũng xoáy về bên phải, cho quý vị thấy không? Tóc của Phật người ta vẽ đó xoắn 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 vậy nè. Có nhiều người tưởng con ốc. Có một lần có đi giảng, người ta viết cái tờ giấy lên, ta hỏi bạch thầy tại sao mà người ta vẽ tóc của Phật ốc mọc đầy hết trơn vậy. Tại vì theo giờ có nhiều khi người ta quan niệm, người ta nghe kể mà ta nói là Phật tu khổ hạnh đến mức độ Phật ngồi 6 năm vậy nè, mà thôi chim á, thì cái tóc của Phật á thì chim nó tưởng là cái ổ, nó lên trên đó, nó làm ổ trên đó. Rồi á, ốc, con ốc ở trong rừng trong ấy nó bò lên, nó bu riết, mà Phật cũng ngồi chịu trận vậy đó. Nói Phật tu khổ hạnh chứ. Cho nên nói trời ơi, cái đó đâu có đẹp gì đâu, vẽ chi lên trên cái hình Phật, nó không phải. Cái đó là cái tướng tốt, tướng đẹp là tóc xoắn như vậy đó. Quý vị biết không, và Phong Hòa biết có một cái bệnh, nó cái bệnh cũng không đúng. Mà thường thường á, cái người nào mà mồ hôi dầu á, thường thường á, cái mồ hôi thường là mồ hôi muối, phải không? À, cho nên cái người nào mồ hôi muối, mồ hôi mà muối á, thì mà mồ hôi nó đổ ra, mà khi nó khô rồi quý vị thấy có một lớp trắng như muối vậy đó. Rồi cái mồ hôi đó gọi là mồ hôi muối. Nó có một loại mồ hôi là mồ hôi dầu. Mồ hôi dầu á, những khi mà nó, cái lỗ chân lông á, thường thường trên người mình nó có những cái lỗ chân lông, thì cái mồ hôi dầu này nó tuôn ra thì nó bít cái lỗ chân lông đó, làm cho cái lỗ chân lông không thông. Thì lâu ngày á, cái người đó nổi một cái mục ở trên những đầu của những lỗ chân lông đó. Từ từ có thể nó lan ra, mà nó không phải là bệnh, nó chỉ là một cái loại mồ hôi, và nó tạo cho cái người đó mọc những cái mục đó. Thì nếu mà mình đi bác sĩ á, thì bác sĩ họ cũng nói cái này á, muốn đốt thì họ đốt cho, còn không đốt thì thôi. Nhưng mà cái chuyện mà bảo đảm có hết hay không là không hết, không biết. Có thể nó hết mà cũng có thể nó tiếp tục nó lan, bởi vì vốn trong người mình nó đã có cái chất mồ hôi đó rồi, thì nó sẽ bít những lỗ chân lông. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, có những cái lỗ dưới bếp á, mà dầu nó bốc, mình chiên thức ăn dầu nó bốc lên, thì hễ mà bốc lên thì bao nhiêu bụi á, thì nó làm sao? Nó rút vô đó hết. Xuống dưới bếp mình coi. Cho nên nhà nào cũng vậy á, thờ Phật có cái tượng Phật á, nhà mình nó đâu có thoáng, nó đâu có rộng. Cho nên mình thờ Phật ở trong nhà đó, mình nấu ăn, mình chiên xào, dầu nó bốc lên á, cái lâu ngày cái nó bám vô trong cái hình cái tượng, rồi bụi nó bám lên đó. Cho nên quý vị để ý cái những cái tượng Phật, những cái hình ở nhà coi, nó có từng lớp bụi vậy nè, thấy không? Cho nên á, là mình phải thường xuyên lau chùi những cái tượng như vậy. Đừng có để những cái tượng mà bụi bám đến mức độ là kỳ không ra, thấy không?
đó, mình tắm để rồi còn muốn kỳ đất cho nó sạch mà Phật mà để rồi, hỏi mà để vậy chi vậy, nó chứng tỏ tôi thờ Phật lâu năm. Cũng giống như người ta thắp hương ở nhà, người ta không dám rút chân nhang vậy đó, không có được. Mình phải làm bàn thờ cho sạch sẽ. Ở Việt Nam là cứ quan niệm á, để chân nhang cả cả đóng ở trong cái lư vậy đó, rồi cuối năm á, cúng ông Táo đó mới rút chân nhang ra đốt. Hỏi đốt làm chi vậy? Nó cho ông Táo cầm về trời trình với Ngọc Hoàng Thượng Đế là năm nay con cúng được nhiêu nhang cho Phật, chứng cho mình để ban cái phước cho mình. Phước đâu chưa thấy mà bữa nào thắp cây nhang mà không cẩn thận nó cháy nguyên cái lư hương đó, cháy nhà luôn nữa. Ông có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào mà đi đếm từng cái chân nhang của mình, mà thử hỏi dưới nhân gian này bao nhiêu người, rồi người nào cũng cả bịch như vậy đếm sao nổi. Không có cái chuyện đó đâu. Cho nên lư hương trên bàn thờ là lúc nào cũng phải sạch sẽ, thắp chừng 5-3 cây thì tệ lắm là cũng một tuần phải clean bàn thờ một lần, đó là tệ lắm ha. Thôi giờ bận rộn quá thì một tuần clean up một lần, còn tượng Phật thì nên 2 tuần hoặc 1 tháng tùy theo cái bụi. Tại ở trong nhà mình nấu xào nó không có bay đâu được hết, nó cứ lẩn quẩn cái dầu đó nó bám lên. Ở chùa thì khác, ở chùa là vì cái bếp nó riêng, cho nên cái trường hợp mà dầu bám lên thân tượng rồi có bụi là hiếm, đa số chỉ là bụi bụi mỏng, bụi thường, ở nhà mình mới bị nhiều. Đừng mình để kiến để đồ trong nhà có dầu nó bám lên rồi bụi nó bám là tự nhiên nó có từng nó rất là nó rít, khó chùi lắm. Rồi tại sao Phật được như vậy nữa? Không bỏ một việc lành nào. Chẳng hạn như có một lần đó, ngài Pháp Hòa nhớ là cái vị đệ tử bị mù. Đức Phật đi ngang thấy cái vị này cần may áo quần mà không ai xỏ kim, Đức Phật xỏ kim giùm. Cái sự kiện mà Đức Phật xỏ kim cho người đệ tử là không có từ một cái việc lành nhỏ nào. Thì cũng vậy, những cái lỗ chân lông rất là nhỏ mà nó đẹp như vậy đó là do đâu? Do mình không có từ mang một cái việc lành nhỏ nào. Rồi xong rồi quý vị biết không, trong đó có cái câu là mỗi một cái chân lông như vậy thì chân lông xoáy bên phải và hướng cao, tượng trưng cho người làm việc lành rồi luôn luôn hướng thượng, hướng về cái đạo quả tốt. Cái tướng thứ 13 là nhất nhất khổng mao sinh tướng, tức là mỗi mỗi sợi lông có một cái màu và tỏa ra mùi thơm. Thường thường á mình mồ hôi, mồ của mình là mồ hôi chứ không phải mồ thơm, không cho mình mồ hôi của mình nó đi ra theo lỗ chân lông là do cái gì? Thứ nhất á là do mình hấp thụ cái di truyền của cha mẹ, bên cạnh đó là do mình ăn uống hàng ngày, cho nên đó là lý do tại sao mà mình ăn á thì cử ăn hành, cử ăn tỏi. Tại sao không ăn cái đó? Nó là rau mà. Đúng, nó là rau, nhưng mà bởi vì cái chất nồng ở trong đó nó nặng, và đồng thời á, trong hành tỏi cái chất kích thích nó mạnh. Cho người tu á, thì mình muốn giảm cái vấn đề kích thích cho nên mình không ăn cái đó. Cái thứ nữa đó, mình ăn cái đó nhiều á, nó hôi lắm. Rồi cái người mình ngồi nó tỏa ra cái mùi hôi theo những lỗ chân lông của mình thì nó kỳ, phải không? Cho nên là mình kiêng không có ăn cái đó thôi, chứ không có gì hết. Mà nói như vậy không có nghĩa là 100% không ăn. Thí dụ như lỡ trong những món ăn nào nó có, không có sao. Không? Lâu lâu mình có ăn cũng sao. Hoặc là thí dụ như mình bệnh, nhức mỏi, người ta biểu mình lấy tỏi ngâm với rượu 10 ngày thì mình có thể uống được cái rượu đó, một muỗng cà phê trước khi đi ngủ để nó dẫn máu huyết cho lưu thông, làm cho mình bớt đau nhức, không có sao hết. Nhưng mà mình biết rằng khi mình uống cái đó nhiều là bắt đầu cái hơi miệng mình nó hôi, cái mồ hôi mình nó hôi, cho nên mình là mồ hôi chứ không phải mồ thơm, phải không? Thì những cái lỗ chân lông đó nó tỏa ra cái đó, cho nên ở trong này gọi là mỗi mỗi cái lỗ chân lông nó tỏa ra mùi thơm là do nhờ cái tu cái gì? Nhờ rằng á Đức Phật không từ nan cái việc lành mà đi đường mà gặp gặp à, đi đường mà gặp à,
tăng phòng hay là gặp cái gì đó đều dọn. Chẳng hạn như bây giờ mình đi mình gặp cái gai hay cái miếng vỏ chai nó bể, lượm nó lên đi, à, để vô gốc cây hay để vô thùng rác gì đó, để cho người ta đi người ta đừng có đạp, thí dụ vậy đó. Hoặc là mình đi mình thấy cái ghế sắp không có ngay, có thể người ta một lát nữa ta đi người ta đụng, nên làm cho nó gọn lại. Nói chung là những cái việc gì nhỏ nhỏ trong đời sống mình làm được gì cho ai mình nên làm. À, giả dụ thấy một cái người đó người ta đi qua đường mà người ta không dám đi, dắt người ta qua đường cho an toàn, cái việc rất là nhỏ thôi. À, thì nhờ như vậy cho nên từng cái lỗ chân lông nó cũng tỏa ra được cái mùi thơm. Còn mình bây giờ là đa số cái người nào mà tu dữ lắm là không hôi thôi chứ chưa thơm ha. Còn mình đa số là hôi, ngoài cái hôi ra còn có người nào mà khá lắm là không hôi. À, hồi đó mà đi thị giả cho quý thầy ở trong trường hạ, trong mấy cái khóa an cư, và đặc biệt là có những vị thầy nhiều khi 2-3 ngày quý thầy không có tắm rửa nhưng mà quần áo dơ không có mùi hôi. Đó là mình biết đó, đó là cái tướng, cái phước, cái phước. Có nhiều thầy bệnh mình tới mình chăm sóc đó, nằm bệnh 2-3 ngày không có tắm rửa mà người không có hôi, à, quần áo không hôi. À, đó là mình biết rằng người đó có một cái phước, chưa tỏa mùi thơm nhưng mà không hôi là đã quý. À, còn nếu mình biết rằng người mà tỏa ra được cái mùi thơm là người đó thường tu cái pháp lành và gặp những cái gì bẩn thỉu người ta dọn. Thí dụ bây giờ quý vị đi vô những cái washroom public cũng vậy, thấy dơ cái sink lấy nước lau chùi rửa đi, đừng có nghĩ cái này lá có mấy người làm không, mình cứ làm. Pháp Hòa là luôn luôn làm cái chuyện đó. Có nhiều khi mình bước vô cái vệ sinh ở phi trường, cái người đi trước không dội cậu cũng gì hết trơn á, là mình đã thấy khó chịu, mình bước vô mình khó chịu rồi. Thấy không? Thì mình nhấn nước, mình dội cầu xong rồi xé giấy và lau, rồi mình mới dùng. Rồi sau khi trước khi mình ra khỏi chỗ đó thì mình cũng clean up lại. Hay thấy những miếng giấy mà người ta xé, người ta dục ở trên đó, mình làm cho nó gọn cũng là một cái tốt. Tại vì để cho cái người sau người ta bước vào, người ta không có nhóm gờ, người ta không có gớm ghê, thì cũng là cái phước. Có nhiều người khạc nhổ ở trong sinh mà không có rửa, mình thấy khó chịu, mình bước vô mình dùng cái sinh là mình không thoải mái, thì mình phải chùi rửa. Tức là những cái gì bẩn thỉu nhỏ nhất làm được cứ làm. Chẳng hạn mình vô chùa cũng vậy, nhất là ở trong chùa. À, mình thấy những cái dơ gì ở trong chùa mà trong khả năng của mình làm được nên làm, đừng có nghĩ rằng để đó đi, lát có chú kia chú hút bụi, anh nọ sắp dép và chị kia lau bàn. Mình làm được là mình cứ làm. Chờ Pháp Hòa là thập cái hạnh là mình thấy được cái việc gì mình làm, mình cứ làm. Chẳng hạn như ăn cơm rồi đứng dậy, Pháp Hòa vẫn có thể để đó cho các chú dọn cũng được, mà không, thường mà đứng dậy mà mọi người ra đứng dậy mà dọn dẹp thì Pháp Hòa thay vì đi tay không vô bếp thì tại sao mình không cầm một cái chén dơ hay một vài dĩa thức ăn dư vậy nó phụ vô trong bếp. Mình cũng đi vô trong đó mà, thì sẵn mình làm luôn. Đó, thì cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi, à, cũng đều là tạo cái phước. Mà cái chữ thơm này là sao? Thơm này có nghĩa là luôn luôn mình tạo ra được những cái hạnh lành, những cái hạnh lành mà ai cũng cảm nhận được cái điều đó. À, chẳng hạn như một nụ cười, nó cũng làm cho người ta dễ chịu. Người ta chào mình mà mình có cái đối đáp lại cũng làm cho người ta dễ chịu. Mà khó chịu nhất á, là người ta chào mình, thí dụ mình chào người ta mà người ta không trả lời với ta, tự nhiên mình thấy nó làm sao đâu á. Trong một ngôi nhà với nhau mà tự nhiên nói không thèm trả lời, thà là nói đi, mình giận, mình tức, mình gì đó, mình cứ nói ra mà người ta dễ chịu hơn là mình đang muốn cái gì. Cho nên khi thường thường ở trong nhà, một nụ cười, một cái chào nó vẫn thoải mái hơn. Có nhiều người rất là hay, hai vợ chồng giận vậy đó, nhưng mà hãy khách bước vô đó, là người vợ lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi người khách, không bao giờ biểu lộ là hai vợ chồng đang có việc. Cái đó mới là hay, để cho người ta thấy rằng trong gia đình của mình cái gì là chuyện của gia đình mình. Còn khách bước tới, mình đừng làm cho người khách khó chịu. Khách tới nhà mà mình tỏ cái thái độ đó thì tự nhiên người khách cũng cảm thấy áy náy quá. Bây giờ đi ra về liền thì kỳ, mà ở lại thì ở không nổi, khó chịu vô cùng. Cho mình đặt trường hợp mình là một người khách thì mình cũng sẽ là như vậy.
Mà người vợ như vậy đó, Đức Phật gọi là gì biết không? Người vợ biết khôn, tức là không bao giờ làm mất mặt người chồng, biết hành xử để cho người chồng kính trọng mình. Quý vị nghe lại cái bài kinh bảy loại vợ, Đức Phật có dạy bảy loại vợ: vợ như là kẻ cướp, vợ như là chị, vợ như là mẹ, vợ như là bạn, ví dụ vậy. Thì Đức Phật dạy rất kỹ. Và ngược lại, nói bảy loại vợ chứ nó cũng có nghĩa là bảy loại chồng. Nói vậy rồi không có nghĩa là vợ phải kiểu này kiểu này kiểu này, còn mấy ông thì một kiểu thôi. Không phải vậy. Phật dạy như vậy, nhưng mà mình phải hiểu rằng vợ cũng ứng xử như vậy, mà chồng cũng ứng xử như vậy. Mình học tướng ra là mình nghĩ kim sắc tướng, tức là thân sắc vàng. Thường thường mình hay khen Phật, thấy không? Thí dụ Phật khen Phật Di Đà coi, A Di Đà Phật thân kim sắc. Hay là mình khen Đức Phật, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Tức là mình hay khen thân sắc vàng của Phật. Cái chữ sắc vàng này cũng giống như nãy cánh tay sắc vàng vậy đó. Thân sắc vàng là sao? Có nghĩa là tướng của Phật á, cũng bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên mình nhìn vô á, mình cảm nhận được một cái gì nó sáng sủa ở nơi Phật. Cũng giống như một cái người mà hôm đó họ tươi tỉnh, mình nói sao trời ơi sao bữa nay mặt mày sáng sủa vậy. Còn người nào mà không quen nói sao bữa nay sao nhìn tối om vậy. Tại sao sáng sủa? Là vì nội tâm. Không, thành thử ra ở đây tại sao được như vậy? Là người đó đó đem thức ăn cho người, có cho người thức ăn và không có sinh lòng giận dữ, nhìn chúng sanh bằng con mắt từ bi. Thường thường mình giận người nào á thì sao? Mình thấy nguýt, mình lộ lẽ ra. Quý vị đọc cái cuốn gọi là Nhân Tướng Học, ở trong đó người ta nói nội con mắt người ta cũng nhìn nghe. Người mắt lộ là cái tánh tình sao nghe, người mắt sâu kín là sao. Có nhiều khi mắt thân nó không đều, cái diện mạo vậy mà mắt nhỏ, thì cái con mắt nhỏ đó mà nói chuyện hay nhíu mày rồi liếc liếc vậy, nó định nghĩa cái người đó tướng như thế nào nữa. Thí dụ vậy, thở đây á, đạo Phật á, thì cái tu của mình là gì? Lấy con mắt từ bi mà nhìn tất cả mọi người. Tức là mình lấy lòng thương mình nhìn người, đừng nhìn người nào với cặp mắt ghét hết. Tại vì mình ghét người ta có dễ ghét hơn không á? Là không có. Nhưng mà chính mình nhìn rất là xấu. Là vì con mắt của mình nó đã biểu lộ một cái sự giận tức, ghét bỏ cái người kia. Bây giờ Pháp Hòa nói coi cái tướng nó thấy ghét không, thì cái người kia cũng chẳng thấy ghét thêm. Nhưng mà ở diện mạo mình là thấy ghét rồi. Cho quý vị để ý xem phim coi cái người nào mình coi ngoài này mình ghét ơi là ghét, là tại vì sao? Nó đóng lột, nó lột, tại vì nó diễn tả cái vai đúng quá. Cái người mà xấu, cái người ấy cái họ vẽ cái bộ râu sao, râu cá chép, biểu lộ cái tướng gian, thí dụ vậy đó. Còn cười mà hí hí mà rút người lại mà cái cười nham hiểm, cười nó cũng có nhiều cách cười lắm nghe. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cái người thân sắc vàng là do không có sinh lòng giận dữ. Đó, mình giận tức hoài thì tự nhiên cái thân tướng mình nó cũng xấu đi. Đó là mình nói nếu mà may mắn ở đời này được làm người thân tướng bình thường á, chứ nếu mà cái quả mình mà nó sâu sắc, nó nặng nề hơn là thành Atula. Atula là cái loài mà sân hận dữ lắm, nói chuyện chút là đánh đập với nhau à. Không? Cho nên mình tập á, cái người nào mà dễ giận đó nên tập cái này, bớt cái sự dễ giận của mình. Hở chút giận, hở chút là nổi nóng, mà nổi nóng thường là không tốt. Không, cứ soi kiểu đó hoài nó dễ hư máy lắm. Quý vị để ý coi cái bình nước mà cứ lại nhấn hoài, lát cái nhấn cho nó sôi, lát cái nhấn nó sôi thì sao? Dễ hư bình lắm, giống như đèn vậy đó, cứ tắt mở hoài lát nó hư bóng. Không? Nó không hao điện bao nhiêu mà thấy cái chỗ đó thường dùng thôi cứ mở. Còn cứ tắt mở tắt giống như máy móc cái gì cũng vậy. Giống như mình có một cái hệ thống system là cái gì, cái hệ thống microphone. Đừng có tắt ngay cái nút chính của nó. Mình câu điện mình tắt cái nút phụ, để nó cái nút nó không có thường dùng thì nó không có, nó lâu hơn. Cũng như vậy. Mình mà nhiều khi mình cứ lên xuống hoài thì không có hay. Thì thôi hôm nay mình học trước 14 tướng.
Sao thì Pháp Hòa cũng xin thưa lại với đại chúng là những cái tướng này không phải tự nhiên mà có. Mà quý vị nghe nãy giờ thì chúng ta thấy rằng đều là do cái sự tu học mà ra hết. Thì thôi không cần nói chi cái chuyện tu học cao xa. Nội cái nhân tướng bình thường mình nhìn mình cũng có thể đoán được. Mình sống trong đời mình tiếp xúc người riết cái nha, mình cũng có cái kinh nghiệm nhìn người. À, cái người đó bước vô mà nói chuyện với mình hồi là mình có thể đoán được người này ít nhiều cái tánh tình như thế nào, qua cái cặp mắt, qua cái cử chỉ, qua cái hành động, thậm chí cái tiếng cười. Cho hồi xưa đó người ta kỹ, người ta hay để ý, mà thậm chí có những vị thầy mà ta kỹ, đệ tử mà vô sinh xuất gia đó, ta cũng kêu đi tới lui cho coi cái tướng tu được không. À, hồi đó mà ta tuyển chọn phi tần cũng vậy, cũng phải coi cái tướng. À, mà những người mẹ chồng mà muốn kiếm dâu ta cũng coi cái tướng. Thí dụ đó là kỹ của người xưa. Nhờ đây á, tinh thần của nhà Phật thì không nói cái tướng, đã nói là tất cả là vô tướng mà, phải không? Phật cũng vô tướng mà. Phật cũng xác định rồi, nếu mà người nào nhìn Như Lai qua 32 hình tướng thì không đúng đâu. Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề á, có thể nào nhìn Như Lai qua 32 tướng không? Nói dạ. Thì Đức Phật nói liền, như vậy thì chuyển luân thánh vương cũng có thể là Như Lai, tại vì trong kinh nói rằng chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng giống Phật. Chỉ có hai loại người được, một là Phật, hai là chuyển luân thánh vương. Mà nếu mình xác định rằng Phật có 30, Như Lai là người có 32 tướng, thì chuyển luân thánh vương cũng có thể là Như Lai. Ở trong kinh Kim Cang nói như vậy thì xác định chúng ta không thể lấy tướng mà nhìn Như Lai như vậy được. Nhưng ở trên phương tiện độ người thì lấy cái tướng để hiển cái pháp tu. Nó à, được cái này thì phải do tu cái này. Chỉ nói thì đặt trên vấn đề nhân quả để mình tu nhiều hơn. Mượn cái tướng để mà nói cái pháp tu. Mà mình nghe hoài nói Phật có 32 tướng tốt thì thế nào là 32 tướng tốt? Thì hôm nay mình được học tới 14 tướng rồi. Ngày mai mình nói thêm mười mấy tướng nữa để cho hoàn tất cái buổi học này. Xin chúc đại chúng ngủ ngon.